chuẩn bị trước khi tạo con. Dòng dõi một tộc họ có khỏe mạnh thông minh hay không đều tùy thuộc vào cơ địa và thái độ sống của người cha. Nếu cha nghiện rượu, nghiện xì ke ma túy, vướng các loại bệnh truyền nhiễm xã hội, thì hậu quả xấu đó sẽ di truyền sang các thế hệ mai sau. Ngược lại, nếu thái độ sống của người cha luôn theo hướng tích cực, thì thế hệ tiếp nối sẽ thừa hưởng nhiều điều tốt lành và phát triển thuận lợi hơn. Thời điểm truyền giống cũng là một yếu tố góp phần. Hai bạn nên tiến hành thiên chức truyền giống sau giấc ngủ đêm, khoảng 5 đến 6 giờ sáng, một thời điểm sung mãn sảng khoái nhất về thể chất lẫn tinh thần trong ngày của cả hai người. Ba tháng trước ngày dự kiến mang thai, người mẹ nên đến bác sĩ chuyên khoa khám trị các bệnh lý phụ khoa, xét nghiệm máu, tiêm ngừa bệnh rubella sởi Đức và bệnh viêm gan BHPV. Nếu thai phụ bị virus rubella tấn công trong 3 tháng đầu thai kỳ, thì khi ra đời bé sẽ bị mù đít câm dị tật tim, rối loạn thần kinh. Nếu thai phụ bị viêm gan B sẽ lây truyền sang thai, 90% trẻ sau này sẽ viêm gan B mãn tính, dẫn đến bệnh xơ gan, ung thư gan. 2 tháng trước ngày thụ thai, người mẹ nên tẩy dung để đảm bảo sức khỏe của hai mẹ con trong suốt thời gian mang thai. Một tháng trước ngày thụ thai, người mẹ nên dự trữ axit folic, vitamin B9 và khoáng chất sắt bằng cách ăn uống các loại thực phẩm giàu sắt, giàu axit folic. Chất sắt trong cơ thể tạo ra hồng cầu, vận chuyển oxy và CO2 trong quá trình hô hấp, rất quan trọng trong việc phát triển não bộ. Thiếu máu là một nguy cơ trong sản khoa, sẽ đẻ non hoặc dễ bị tử vong. Sau 28 ngày thụ thai, axit folic giúp các ống thần kinh nối khép kín. Nếu cơ thể mẹ thiếu axit folic, các ống thần kinh của thai sẽ hở, gây khuyết tật hệ thống ống thần kinh, nứt đốt sống, não úng thủy não có nước. Hở nhiều thai sẽ chết lưu. Giai đoạn thai nhi, các mốc phát triển, trứng thụ tinh được 21 ngày sẽ hình thành não bộ, hệ thống thần kinh trung ương nối với tủy sống chập theo phần lưng tới cuối đuôi phôi thai. Tuần 4, đầu phôi thai to nhanh, não phân thành hai bán cầu. Trong ngày 28, chập ống thần kinh nối khép kín. Nếu thiếu axit folic, ống sẽ hở, tạo ra các dị tật ở não, cột sống, hệ thần kinh. Hở nhiều thai sẽ chết lưu. Tuần 6, bộ xương khởi dạng hình. Tuần 11, bào thai dài 8,5cm, nặng 28. Não bộ phân thành nhiều khối nhỏ nhưng chưa hoạt động. Tế bào thần kinh phát triển nhanh đủ loại nhưng chưa liên kết. Mầm thông tuệ được khởi phát. Tuần 13 đến 15, tế bào não sinh tạo rất nhanh, khoảng 250.000 tế bào trong mỗi phút. Tuần 16, các cơ quan nội tạng phát triển tương đối hoàn chỉnh, bắt đầu phối hợp vận hành. Sự co bóp của tim được điều khiển từ hệ thần kinh của thai nhi. Tuần 20 đến 38, não bộ phát triển nhanh, tăng nặng khoảng 15 giờ mỗi tuần. Hệ thống neuron thần kinh nối kết liên thông và myelin hóa từng phần các sợi trục sợi nhánh. Tuần 21, thai nhi dài 24cm, nặng 425g. Phần ngoài bộ sinh dục hiện rõ giới tính, nếu siêu âm sẽ nhận biết ngay. Tuần 23, hệ thần kinh não ở thùy thái dương và cuống não phối hợp liên thông, thính giác thai nhi hoàn thiện chức năng nghe. Thai nhi có thể nghe rõ mọi âm thanh với cường độ 30-50 decibel, âm thanh nói phát ra từ bên ngoài bụng mẹ. Do đó, từ tuần 24-38 là giai đoạn thai giáo qua hệ thần kinh thính giác. Tuần 28, thai nhi dài 35cm, nặng 1.150g. Trên bề mặt bộ não xuất hiện nếp gấp, phát triển thành những nếp cuộn, gyrus và các rãnh sâu ở những tuần tiếp theo. Tuần 30, thai nhi dài 37cm, nặng 1.450g. Nếu là trai, hai tinh hoàn ở bụng dưới sẽ tụt vào bìu. Nếu là gái, các tế bào sinh dục sẽ trở thành noãn giai đoạn 1. Cả hai buồng trứng có khoảng 1 triệu noãn non. Thai nhi từ từ xoay đầu xuống gần cổ tử cung, lưng quay về phía trái của mẹ theo tư thế chuẩn bị chào đời. Tuần 35, thai nhi dài 45cm, nặng 2.4kg. Nếu sanh từ tuần này, tuy sớm nhưng không đáng ngại.
Tuần 38, thai nhi dài 50cm, nặng khoảng 3kg. Nếu thai khỏe sẽ sanh vào ngày cuối tuần, 266 ngày. Tiếng khóc chào đời là nhu cầu cấp thiết của sự sống. Nhờ khóc không khí mới lùa vào các phế nang trong phổi để tống nước ối ra ngoài. Máu từ tim theo nhịp đập tràn vào các mạch phổi để nhận khí oxy và thải khí carbonic. Hệ hô hấp của bé bắt đầu vận hành ở môi trường ngoài bụng mẹ. Dưỡng chất cho thai, bào thai rút khí oxy cùng mọi dưỡng chất trong máu của mẹ để tạo hình hài và phát triển. Nếu mẹ ốm yếu, thai nhi sẽ còi cọc eo ù. Do đó, thai phụ cần dự trữ mọi dưỡng chất cần thiết qua ăn uống hàng ngày để giúp thai nhi phát triển tốt khỏe và thông tuệ. Khi mất kinh là đã thụ thai được 14 đến 17 ngày, bạn cấp tốc bổ sung ngay axit folic. Cuối bài có bảng liệt kê thực phẩm giàu folate. Thiếu folate, ống thần kinh của thai sẽ hở. Ngày 28 ống sẽ đóng khít, tạo ra các dị tật ở não, cột sống, hệ thần kinh. Hở nhiều thai sẽ chết lưu. Để phòng ngừa, trước thụ thai 1 tháng bạn nên dự trữ nhiều folate. Trong 12 tuần đầu, thai phụ cần tăng cường DHA, có trong cá giàu omega 3, ăn khoảng 3 ngày mỗi tuần, thực phẩm giàu chất sắt kẽm canxi và nhiều rau cải củ quả. 26 tuần cuối bào thai phát triển nhanh, từ 45 tăng lên khoảng 3kg. Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, nhu cầu dinh dưỡng của thai phụ trong giai đoạn này cần mỗi ngày 2.650 kcal, 70 đạm, 1.500 mg canxi, 54 mg sắt, 1100 mcg vitamin A, 1.1 mg B1, 1.5 mg B2, 16.8 mg PP, 80 mg C. Chất đạm có trong cá, lương, ếch, thịt gia cầm, gia súc, các loại hạt đậu khô, đen trắng đỏ xanh vàng. Canxi, cua kẹ rạm, tôm tép, hàu sò ốc, mè, nấm, cần tây ta, rau răm, rau dền, sữa bột tách béo, sữa bột toàn phần, sữa đóng hộp, các loại sữa tươi, sữa chua, chất sắt, các loại huyết gan cật, lòng đỏ trứng, nấm mèo, nấm đông cô, các loại đậu tươi, các loại rau cải, chất kẽm, iốt, hàu sò ốc, rong biển, 14 loại sinh tố, các loại rau cải củ bắp trái cây, thực phẩm tăng trí tuệ, cá giàu omega 3, cá ngừ, cá hồi, cá thu, mòi, trích, bơn, bạc má, cơm, lăng, bông lau, ba sa, hải sản, tôm cua kẹ mực rong biển, gạo nếp Cẩm Tiền Giang, gạo tím than Sóc Trăng, gạo ngọc đỏ Hương Dứa Đồng Tháp, bông và trái bí rợ, bí đỏ, bí ngô, trái cất, trái bơ, dâu tây, nhãn ăn dưới 10 trái trên ngày, táo tây, mè đen, nấm kim châm, nấm vị cua, nấm ngọc tẩm, hạt óc chó, hạt chia, chia xít, hạt hạnh nhân, hạt điều, hạt đậu phộng, hạt lanh flaxseed, sữa đậu nành, sữa chua, các loại trứng, rau chân vịt, bông cải xanh, cải xoăn, rau củ quả, vân vân.